Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video buổi tối hôm nay, kênh Học của Tuấn Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ rất hay diễn ra giữa thiên mã Vương Mạnh Thần đối mặt cùng với ngoại tinh lai khách Vương Thiết, cao thủ nổi tiếng của kỳ đàn Trung Quốc. Ván đấu trên đánh trong trận tứ kết của giải cờ tướng quốc thể tái năm 2016. Trong trận cờ đầu tiên của hai anh, khi mà bên đỏ của Vương cầm tiến thủ đã thất trận trước thiên mã Vương Mạnh Thần, và trong trận chiến này thì bên đỏ của Mạnh Thần cầm đi tiên, chỉ cần hòa là được trước bên đen của họ Vương. Trong khi đó thì bên đen của Vương muốn chiến đấu tiếp thì bắt buộc là phải thắng ngược bên đỏ trong trận chiến trên. Chúng ta sẽ cùng đón xem. Bên tiên, Mạnh Thần cầm tiên thủ lập tức chơi tấn công bằng pháo 2 bình 5, đóng thẳng trên pháo để bắn phá ngay. Vương triển khai mã 8 tiến 7, hình thành bình phong. Bên tiên, Mạnh Thần bình 3 tiến 1, xe 9 bình 8, mã 2 tiến 3, và tiếp theo đường cờ bình 3 tiến 1 đến từ ngoại tinh lai khách. Xe 1 bình 2, mã 2 tiến 3 và pháo 8 bình 7 ngay. Bên đen tiến binh biên, bên đỏ phát triển mã và tiếp theo đường cờ mã 3 tiến 2 phong tỏa đường xe của bên đỏ. Mạnh Thần xe 9 tiến 1, Vương xe 1 tiến 3 và hình cờ trên thì các bạn thấy được là có 3 hướng chính dành cho bên tiên. Trong thực chiến của cuộc cờ thì bên đỏ lựa chọn biến hóa là theo nhánh cờ số 1 đường cờ xe 9 bình 6 ngay. Vương sĩ 6 tiến 5, bên tiên thoái pháo về. Tượng 3 tiến 5 và tiếp theo đường cờ đu xe lên điểm cao. Bên đen mã 2 tiến 1 đạp theo đường biên, và trong thực chiến của cuộc cờ ở bên đỏ của thiên mã Vương Mạnh Thần này cầm mã 3 tiến 4 vút mã tấn công. Ngoài bên trên thì bên đỏ có thể trực tiếp đi hệ thống cờ binh 5 tiến 1, cũng là một biến hóa khá hay. Đây là cái biến mà bên đen sau đó có tách phó qua thì có thể đấu cây, thông qua đó để thể mượn đường đi đường cờ xe 6 tiến 2 để quản lý hàng tốt của bên mình. Các bạn thấy đây là cái biến mà bên đỏ vẫn chiếm lợi thế tiến thủ. Trong thực chiến của cuộc cờ thì bên tiên của thiên mã Vương Mạnh Thần này cầm mã 3 tiến 4 nhấc mã tấn công. Bên đen của Vương vẫn là tách pháo qua, và bên đỏ có hai bên có thể đi. Đối với biến hóa xe 2 bình 3 thì bên đen có thời cơ để pháo 9 thoái 1. Trong thực chiến của cuộc cờ thì bên tiên chấp nhận phương án đấu xe ngay, ép buộc là bên đen phải thoái về và tiếp theo phương án mã 4 tiến 3 để quét tốt ngay. Các bạn thấy một chiếm ưu một chút dành cho bên tiên. Bên đen theo đúng cách cuộc Vương đã tách còn pháo 9 bình 7 để kê đường, và trong thực chiến của cuộc cờ thì bên tiên đã lập tức nhấc tượng 3 tiến 1 để tránh trước đòn tấn công của bên đen. Các bạn thấy được trong bối cảnh trên, nếu mà bên đỏ lựa chọn biến binh 5 thì sao? Khi đó bên đen của ngoại tinh khách hoàn toàn có thể phóng mã qua, bởi các bạn thấy nếu mà bên đỏ ăn thì có thể vật chiếu là được cờ tách con vào 2 bình 9 ngay. Đây là cái bối cảnh mà bên đen sẽ có thể phản tiên. Ở trong thực chiến của ván đấu trên thì bên tiên đã lập tức đi đường cờ là tượng 3 tiến 1 gác theo đường biên, nó khiến cho bên đen rất khó để có thể phản kích. Vương binh 1 tiến 1, bên đỏ của Mạnh Thần nhấc xe, tách pháo mở đường và tiếp theo phương án binh 5 tiến 1 ngay. Bên đen mã 8 tiến 9 đang phục thủ pháp, các bạn thấy được là sẽ tiến pháo và có thể bắt cây. Bên đỏ đã chạy mã trước. Trong hình cờ trên thì bên đen vẫn đi đường cờ là xe 8 tiến 7 đến từ họ Vương khi nhất tất muốn thắng được. Ở trong ván đấu trên, ngoài ra có thể lập tức chạy còn pháo 8 bình 6 để kê đường, khiến đường mã của bên đỏ khó thoát. Mặc dù như vậy, chúng ta thấy được hình công của bên đen không có nhiều. Vương trong thực chiến anh tiến pháo chiếu ngay, bên tiên nhấc qua và tiếp theo thủ pháp binh 3 tiến 1 tiếp tục phế tốt để thể lượn mã về. Mã 1 thoái 3 bắt xe, bên tiên chạy qua, Vương cho pháo thoái về. Bên đỏ mã 4 thoái 5 và bên đen ở trong hình cờ trên thì bên của thì khách anh cầm mã 3 tiến 1 chạy từ đường biên. Ngoài ra có thể lập tức đi đường cờ là mã 3 tiến 5 chạy thẳng vào trung lộ để che đường. Các bạn thấy sẽ tạo ra cái thế bắt đôi, mặc dù hai bên vẫn đứng ở cái thế cân bằng thôi. Quay lại thực chiến của ván đấu trên thì bên đen của Vương anh cầm mã 3 tiến 1, và đây là hình cờ là khiến cho bên đỏ đã có thời cơ chạy xe và đang tìm cách công vào cánh yếu của bên đen. Vương cho tiến pháo ngăn đường và bên đỏ đã tiếp theo thủ pháp nhấc xe. Các bạn thấy là cái khiến các tầm hoạt động của đường ở cánh của bên đen rất là yếu đi. Vương xe 1 bình 4, bên tiên tiếp theo đường cờ bình 3 tiến 1, một đường cờ phế tốt rất là cao tay. Các bạn thấy được ở trong thực chiến của cuộc cờ thì bên đen của Vương đã phải đi đường cờ là xe 4 tiến 1. Ngoài ra nếu mà sai lầm cất tượng thì bị thua ngay, khi mà bên đỏ sẽ đâm con pháo chiếu là cục luôn. Ngoài ra bên đen có một lựa chọn khác chơi cũng khá hay là đừng có tách con vào hai bình và lộ 3. Đây là cái ý tưởng có thể che đường tấn công của bên tiên đồng thời đang nhỏ một lộ tượng. Các bạn thấy được khi đó bên đỏ tách qua thì bên đen có thể đấu phóng ngay. Đây là hình cờ mặc dù bên tiên đứng ở cái thế cờ trên, tuy nhiên hình cờ phòng thủ của bên đen có phần tốt hơn trong bối cảnh như vậy. Chúng ta sẽ cùng đón xem trong thực chiến của trận hình thì danh thủ số 1 của cái đàn Trung Quốc ngoại tình khách được cầm con xe 4 tiến 1 ngay. Bên tiên Mạnh Thần lập tức điều con xe 8 bình qua lộ 2 chạy bắt pháo, đồng thời mở đường cho đường mã tấn công. Ngoài bên trên thì bên đỏ cũng có thể trực tiếp đi hệ thống cờ lăng con mã 9 đến 7. Các bạn thấy đây là cái hình cờ mà bên đỏ sẽ khá ưu. Ở khi đó bên đen có hai bên có thể đi, nếu mà đi đường cờ là xe 4 thoái 1 thì bên tiên nhấc binh 5. Trong hình cờ mà Vương cầm con xe chạy qua góc thì bên đỏ hoàn toàn có thể tách pháo qua để mượn đường tấn công, đe dọa đường cờ là xe 8 tiến 1 để bắt pháo của bên đen. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đỏ của thiên mã Vương Mạnh Thần ta cầm con xe 8 bình 2, vừa bắt pháo vừa mượn đường cho đường mã tấn công. Bên đen Vương pháo 8 bình 9, bên tiên mã 9 tiến 7 bắt xe, ép bên đen phải chạy về và tiếp theo thủ pháp mã 7 tiến 9. Các bạn thấy là vừa cướp tốt đồng thời đang có thể tấn công vào điểm mã của bên đen. Vương xe 4 bình 3 bắt pháo, hai bên đấu quân, và sau khi hai bên đấu quân thì các bạn thấy được đây là cái hình cờ mà bên đen đang khá kém hơn khi mà bên đỏ đang có thể tấn công với hai tốt tấn công đồng thời hệ thống quân liên hoàn. Bên đen thì xe pháo đang có phần tàn mát. Bên tiên Mạnh Thần xe 9 bình 8 tách pháo đi vừa nhòm tượng, tượng 7 tiến 9 tách qua đe dọa tấn công và bên đỏ đã phải lập tức bình con xe vào để che đường. Vương cho thoái pháo về, Mạnh Thần tiếp tục đưa xe lên điểm cao. Đây là cái đường cờ tấn công khi có thể mượn lực để cho đường mã 9 tiến 8. Vương pháo 9 bình 8, bên tiên Mạnh Thần cho nhảy mã tấn công. Các bạn thấy là đang đe dọa tình huống cờ tấn công bằng hệ thống cờ mã 8 tiến 7. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đen ngay lập tức đã cho thoái pháo về để trấn thủ trước, còn trong bối cảnh nếu mà bên đen xe lâm chạy xe về thì không được. Khi đó bên đỏ sẽ có thủ pháp tấn công rất liền mạch như sau. Đầu tiên là phương án chiếu. Các bạn thấy là sẽ có tình huống cờ thả chiếu để có thể chạy con xe qua lộ tứ ngay. Đấy rõ ràng là cờ mà bên đen sẽ thua. Chúng ta cùng xem trong thực chiến của hình cờ thì ngoại tinh lấy khách Vương Thiết đã phải cầm con pháo của mình để chạy về ngay. Tuy nhiên thì bên đỏ đang có thể tấn công quá mạnh. Bên tiên của Mạnh Thần lập tức lăng con mã qua, xe 2 thoái 1 tiến tượng để phòng thủ điểm pháo đầu, dâng pháo qua và tiếp theo đường cờ thu mã về. Các bạn thấy đây là cái hình cờ khiến cho bên đen rất khó để thủ được trong hình cờ như vậy. Bên đen Vương Thiết pháo 3 bình 1 dạt theo đường biên. Bên đỏ Mạnh Thần chạy con xe 7 bình qua lộ 4. Các bạn thấy là đang có thể đứng chờ dẫn để tấn công. Ở trong thực chiến của cuộc cờ thì bên đen của ngoại tình khách người ta đã cầm con xe 2 bình 1 để cướp tượng. Ngoài ra thì bên đen có thể đi một bên khác có phần tốt hơn, mặc dù vẫn đứng ở cái thế cửa dưới khá nhiều so với hình cờ của bên đỏ. Các bạn thấy được đây là cái biến mà bên đen có thể lập tức thoái con pháo về để tạo thế phòng thủ ổn hơn. Khi đó bên đỏ có lăng qua thì là đường cờ tách con pháo 1 bình qua lộ 4 để thủ trước hai đường tấn công rất là mạnh của bên tiên với hai đường mã. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của cuộc cờ thì đối mặt với biến hóa trên thì bên đen của Vương anh ta đã cầm con xe để ăn tượng ngay, và đây là cái hình cờ đã để cho bên đỏ có thời cơ hạ sát tương đối nhanh bằng tình huống cờ xe 4 tiến 2 tiến xe để cản mắt tượng, đồng thời đang đe dọa thủ pháp tấn công bằng đường cờ mã 8 tiến 7 tuyệt cục. Vương chạy con xe 1 bình 3 và bên tiên nhẹ nhàng cầm con pháo để phá tượng ngay. Sau tình huống này thì bên đen của Vương đã phải buông cờ xin thua trong trận hình trên, bởi các bạn thấy đánh tiếp bắt buộc là phải đi đường cờ thoái về là đường cờ lăng mã để bí ngay. Như vậy kênh Học của Tứ Online vừa phân tích và bình luận nhanh của các bạn và đánh trên một ván cờ rất hay của thiên mã Vương Mạnh Thần trong trận tứ kết lượt về của giải cờ tướng Trung Hoa Quốc thủ tái năm 2016. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của kênh.